Hello, mọi người ơi. Đây là một cái khung cảnh trước cổng chính của Festival Sinh vật cảnh Hà Nội lần thứ nhất. Thì các bạn đang đang tiến dần vào cái không gian chính của trung tâm triển lãm nha các bạn. Thì bên trong khi mà các bạn bước vào cửa thì với sự hiện diện ba tác phẩm chính của một cái festival lần này, nó mang một cái ý nghĩa là đoàn gọi là sum họp á các bạn, một cái ý nghĩa gọi mình gọi chung là tới từ sum họp đại á, diện cho anh là em đại diện bonsai ba cho, miền đúng không ạ? đúng rồi, đại diện cho anh em yêu cây cảnh ba miền. Thì trước mắt của các bạn á là ba tác phẩm của Bắc Trung Nam. Thì khi mà về bên trong một cái trung tâm của khu triển lãm chính này đó, thì giống như ba đại diện đứng chào các bạn ở ở ở ở cái mặt chính của trung tâm nha các bạn. Thì bắt đầu khi mà các bạn tiến dần vào thì một bên là những cái gian hàng hội thương mại của tất cả các tỉnh thành, của 63 tỉnh thành đến để làm mua bán thương mại. Thì các bạn tranh thủ đến với cái festival để sắm cây và mua cây nha các bạn. Và một bên nữa là tất cả những gian hàng đồ gỗ nghệ thuật, với những cái mặt hàng đá phong thủy, vân vân, Đồ rất gỗ, đồ nhiều cổ đồ có gỗ, hết đồ không anh? cổ đủ hết. Rồi, dụng cụ Thì làm cây rồi. Đây, anh đang trực đây hello chào Nãy giờ đi kiếm tác phẩm của anh. Thì các bạn, và một bên là một cái đường dẫn vô sân khấu chính của mình á, là có những tác phẩm của những anh em tất cả các tỉnh thành về để mà trưng bày tại cái cuộc triển lãm festival lần này. Rất nhiều, Thì rất nhiều rất các tác nhiều phẩm của thì mình. mời các bạn bắt đầu đi ngắm dần trong trong quá trình đi á, các bạn nha. Các bạn nhớ là rất nhiều cung bậc cảm xúc nha các bạn. Và rất nhiều chủng loại cây Và mà các hơn bạn 1.000 tác phẩm hơn siêu một đặc biệt đúng không? Rất đúng đẹp. rồi, các bạn thỏa mãn và đam mê đến một cái sân chơi này. Thì các bạn nhớ là thường thường người ta nói là đi một đàn học một sàng khôn, thì đúng là chỗ này là hơn một đàn nữa luôn nha các bạn, hơn một đàn luôn. Thường thường người ta nói là đi một đàn học một sàng khôn, nhưng mà khi mà đến cái chỗ này đó, cái cảm nhận của mình là nó hơn một đàn. Hơn một đàn là sao, là có thể là huốc khôn luôn, là rất nhiều tác phẩm đặc biệt mà tinh tế nhất của cả nước đem về tại cái sân chơi hiện nay. Thì các bạn ơi, các bạn dành ít thời gian đi, các bạn đến với cái festival lần này. Mà cái festival lần này á là nó phải nói là đã lắm, nó nhiều cung bậc cảm xúc lắm. Vâng, và ngày hôm nay là ngày 15 tháng 9 đúng không anh? Đúng Là rồi. cái ngày đầu tiên chính thức của triển lãm sau cái buổi khai mạc tối hôm qua. Đúng rồi. Thì Rất là chương trình triển lãm trưng bày sẽ được kéo dài cho đến ngày hết ngày 18 dương hết lịch. ngày 18. Thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy đến trực tiếp tại Festival Sinh vật cảnh Thủ đô Hà Nội 2024 tại đường đua F1 cạnh sân vận động Mỹ Đình nha, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và ở đây thì đang được quy tụ hơn 1.000 tác phẩm. Đúng rồi. Đó, Mình phải nói là một ngày đại hội anh tài. Anh tài là những nghệ nhân tạo tác những tác phẩm. Anh tài là những tác phẩm tinh tế nhất của đất nước, của cả một đất nước đã hội ngộ về cái trung tâm này. Thì các bạn dành ít thời gian, các bạn đến đây đi. Nó nhiều cái thứ ngoạn mục lắm mà các bạn đi xem, mà các bạn cái cảm xúc mình nó luôn luôn nó sẽ dâng trào với những cái tác phẩm mà có thể là tinh tế nhất của các anh các cụ ngày xưa để lại. Và phải nói là nói chung á, là nhiều cái cung bậc cảm xúc đó. Khi mà các bạn di chuyển từ cổng vào, các bạn cứ di chuyển từ cổng vào thì mỗi góc nhìn của chúng ta đều có mang tính chất nghệ thuật rất cao. Thì các bạn ơi, các bạn đến với festival nha, sướng lắm. Mà rất không tuyệt những vời. tác phẩm đẹp nha, các bạn còn gặp được những người bạn, những người anh em Yêu cùng cây cùng đam mê Và và chia sẻ rất nhiều về câu chuyện về cây cảnh nha các bạn ơi.
và hơn 1.000 tác phẩm chọn lọc từ khắp các nhà vườn, các nghệ nhân rồi các chủ tác phẩm quy tụ về cả vùng ba vùng miền và rất đa dạng về chủng loại cây. Thì ngoài những tác phẩm là có những cái gian hàng đồ gỗ nè, trầm cảnh nè, thấy không? Và đồ gỗ, chậu cảnh, nói chung là rất nhiều các mặt hàng. Thì mời các bạn đến với festival nha các bạn. Rất nhiều các mặt hàng và rất nhiều những gỗ lụa, cái khu mà đề co ấy anh. Đúng rồi. Ban tổ chức cũng trang trí rất là đẹp để cho mọi người check in, cực kỳ đẹp. Những cái tác phẩm mà đặc biệt quý rồi đặc biệt là kỳ ha. Đúng rồi, quá đẹp. Thì mong mọi người dành ít thời gian, rất là lâu chúng ta mới có một cái triển lãm lớn như thế này để cho mọi người được thưởng lãm, thưởng lãm và thậm chí là chúng ta có thể mua sắm rất nhiều những cái dụng cụ bonsai có này anh nhỉ. Đó, có những gian hàng mà dụng cụ bonsai, các bạn muốn sắm đồ nghề thì các bạn đến đây nha. Đó. Nhiều đồ để các bạn, kể cả đồ gốm, chén Nhật, ly Nhật, tàu Nhật gì đó, nhiều lắm. Và đi tiến dần về phía trong thì rất nhiều tác phẩm của tất cả các anh em ở mọi miền đang hiện diện ngay cái lối đi vào của mình nha các bạn. Rất là nhiều cây độc đáo và ngoạn mục, những cái tác phẩm mà có thể là tinh tế nhất của những nhà vườn, họ đều mang đến đây để cho các bạn chiêm ngưỡng nha. Thì cơ hội này là cơ hội tốt nhất để các bạn được ngắm nhìn. Các bạn đi một vòng này, các bạn cứ tưởng tượng là các bạn đi giáp cái đất nước Việt Nam mình rồi. Mà trong cái video này thì không thể quay hết, không thể diễn tả hết được anh nhỉ. Thì rất nhiều những tác phẩm đại diện cho tỉnh này, có những tác phẩm đại diện cho tỉnh khác, thì gộp chung lại là các bạn đi xem hết những cái tác phẩm ở trong cái festival đó là các bạn đã đi giáp đất nước Việt Nam rồi đó các bạn. Các vị du khách và bà con nhân dân cũng như là anh em yêu cây trên cả nước thì vẫn liên tục đổ về triển lãm để mọi người thưởng thức những cái tác phẩm rất là đẹp. Đúng rồi. Mà đặc biệt là những cái gì tinh tế nhất của đất trời của tất cả các nghệ nhân ở trong cả nước thì đều đã dồn về đây hết rồi các bạn ơi. Đặc biệt lắm. Nhiều tác phẩm rất là đặc biệt nha. To có, nhỏ có, đại có. Nhiều say mà để cho các bạn thưởng lãm nha. Và bên cạnh là có những cái gian hàng hoa lan nè, bonsai tre nè. Bonsai tre rồi kể rồi. Cả những cái gian hàng trà đạo rất là nghệ thuật và tinh tế nha các bạn. Đấy. Đẹp không? Quá đẹp. Thì đây là một cái trung tâm chính của festival. Thì mời các bạn dành ít thời gian để đến với festival của Hà Nội lần này. Thì tới ngày 18 là kết thúc rồi. Thì các bạn tranh thủ nha. Chào các bạn.